Rồi, là tôi xin chào tất cả các anh em cận thủ đam mê cá tường Tổ quốc. Hôm nay tục là một clip về một lô máy câu nha mọi người. Thì lô máy câu này thì lô máy câu hàng sách tay về, có một số máy giống như lần trước bán thì không hết đấy. Con này, hoài con này, lần này thì giảm giá và clip này em bao ship nha mọi người. Thì năm mới cũng kính chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và sự như ý, nhất là những anh em cận thủ lên thật là nhiều Hugo nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Máy thứ nhất mình tham khảo thì đây máy thứ nhất còn một con đây qua, thì con này một con đây qua Sunwood, con là một con hàng của Việt Nam xuất nhập nha em, hàng Việt Nam. Thì con này lần trước bán được, lần này bán xả luôn cuối năm, đầu năm chắc cũng là một bên sóng mới cứ ok và trọng mượt mà nhá. Con này thích hợp cho anh em câu lua nhé, câu lua, câu hành chấp, câu iso cần phải chở máy. Thì con này 2000, nó có xe tương đương tầm khoảng 2000 Shimano nhé, cước 2 giờ được 150 m và cộng rất là mượt luôn đó. Rồi giá công khai mềm mỏng giá là 1 250k bao ship nhé, giảm giá luôn đó. Tiếp theo mã số 3, mã số 2, mã số 2 của mã số 3 là một cặp nha mọi người. Thì đây là một con máy Abu, thì đây là một dòng Abu Cardinal, tai quay đâu anh em, tai quay đâu. Thì tai quay này nó quay cũng rất là đầm đó, máy quay rất là đầm, máy này là máy hàng trưng bày chưa qua sử dụng đó, máy rất là đẹp luôn. Thì là Abu này thì chiếc này về được vài máy đó Cardinal. Thì con này sẽ có 4 mặt đạn ABS đầy đủ, tem đầy đủ nha. Đó. Xe 2500, cước số 2, cước 2.5 á, vừa được 150 m, bề số 2 vừa được 150 m nè, đó. Máy thì hoạt động rất là mượt rồi, đó, tay quay đôi, quay cực kỳ đậm luôn, đó. ABS đầy đủ. Đấy, cứ ok nhé. Một bên sóng. Máy thì rất là đẹp. Rồi, máy số 2, giá công khai là 700 nhé. 700 bao ship nha mọi người. Tiếp theo máy số 3. Máy số 3 vẫn vậy, 700 bao ship. Đó, máy còn rất là mới luôn. Máy mới cứng, hàng trưng bày. Nó có dây theo máy nè. Tiếp theo là máy số 4. Máy số 4 lên cho mọi người là một con máy của Misen. Thì con này con Misen 300. Một là một bên trong, đó, một bên sóng, cốt cốt chịu lực ở trong nè. Đó. Cái lè tự bật hoạt động ok nhé. Thì dòng Misen này của sản xuất tại Taiwan nha anh em, sản xuất tại Taiwan. Một là một bên sóng. Con này chỉ quay máy tay trái thôi nha anh em, chỉ quay tay trái thôi. Đó, con này có xuất sắc chốc sơn nè. Đó. Thì hoạt động ok rồi, không lỗi đó. Một số anh em có rất là thích cái loại này về anh em câu lua đó, câu ngâm ôm sống rất là ok nhé, ngoại hình tổng thể ok đó, không lỗi lầm. Rồi máy số 4 giá công khai 500, 500 bao ship luôn nha. Tiếp theo máy số 5, máy số 5 lên mọi người một con máy Misen, con này con Misen 300, con này được xuất tại Taiwan. Được cái là con này ngoại hình nó mới còn nãy nha mọi người. Đây. Cái ngoại hình nó mới còn nãy tí. Ok nhé. Có bộ bên là bộ bên cốt chặn nè, cốt chịu lực nằm trong. Bộ bên ok. Hoạt động mê mượt nha mọi người. Đó, dòng này hoạt động mê mượt nhé. Ngược nè. Việc tới nè, cộng ok nè, không lỗi. Rồi giá công khai mã số 6, giá 600 bao ship nhé. Giá công khai mã số 5, giá 600 bao ship. Tiếp theo mã số 6 thì con này lần trước em gửi cho một anh kia ở Sài Gòn mà bằng cái gì đó nhận không được, chuyến này đăng lên bán lại. Thì con này một con hơi đơn. À, chạy Baperin thì nó để là suốt này là main Japan, thì chân này chắc của Nhật xuất Mỹ quá. Máy là máy quay tay trái nha mọi người, quay tay trái không đổi trái phải được. Và cộng đây rất là mượt nhé, rất là ok. Quay ngược đây, quay tới đây. Cốt thì nồi là kim loại như nè, có cốt cho lực nằm trong nè.
động thì chân chu rồi, à, không lỡ lọc. Con này có xe tương đương ra tầm khoảng 4 ngàn nha, chắc ra tầm khoảng 4 ngàn. Đó. Rồi, giá công khai con mãi số 6, giá là 650k bao ship nha. Đích trước thì bán cộng ship, rất là nhiều anh em hỏi luôn. Đó. Bây giờ đang bán lại bao ship. Tiếp theo con mãi số 7. Mãi số 7 lên cho mọi người là một con mãi của Daiwa. Thì con này một dòng Daiwa Emblem, dòng này rất là nhiều anh em thích nè. Con này một con Daiwa Emblem 2000C. Đó. Có ABS nha mọi người, ABS. Con này cước số 2 vô được 150m, cước số 3 được 100m. Ngoại hình lên nè, còn rất là mới luôn. Hàng hàng của Nhật nha, tem lụa. Đất nó thì hơi bị xước một tí thôi. Đó. Tổng thể còn lại ok, rất là mới. Con lăn cước đây, rất là ok nha. Vẫn lăn bình thường. Hoạt động rất là mượt nè. Đó. Hai bếp đầy đủ, hoạt động ok, chân chu. Dòng emblem này thích hợp cho anh em lua lóc nha. Lua lóc, lua chẽm. Rất là mượt. Rồi, giá công khai mã số 7, giá là 1 triệu bao ship. Tiếp theo mã số 8, mã số 8 lên cho mọi người một con Daiwa Kit 2000. Thì Kit 2000 có xe tương đương ra tầm khoảng 2000, cước số 2 chỉ được 150m, cước số 3 được 100m. Thì dòng Kit này rất nổi tiếng rồi, không cần phải giới thiệu gì nhiều. Một dòng máy khỏe, nhỏ, gọn, nhẹ. Đó, có cốt trợ lực, con lăn sáng bóng nè. Kit 2000 được sản xuất tại Thái Lan nhanh nè, được sản xuất tại Thái Lan. Hoạt động rất là mượt. ABS phá là dính, phá là dính. Đây, đó. Đây ngược ok. Vê tớ ok. Đó. Rất là mượt nha anh em. Thì con này có một lỗi duy nhất đây. Nằm ở trên đây nó bị xước nè, đó. Xước cái này. Đó. Thì phần này vô cước cũng bình thường nha mọi người. Anh em cứ câu quốc tư. Đó. Thì máy này xem như lỗi. Đó. Bán giá mềm mỏng cho anh em luôn. Con số 8 giá công khai là 1 triệu tư nha nè. 1 triệu tư cộng ship máy số 8. Tiếp theo máy số 9. Máy số 9 lên cho mọi người một con máy Shimano CPR BB. Thì con này một con Shimano CPR BB C3000S. Thì dòng máy body có nông. Thì con này được sản xuất tại Nhật. Đó. Mercedes-Benz. Thân con này là một thân máy, là thân máy ánh kim nha em, gà nắng nó chiếu ánh kim rất là đẹp luôn. Có nút châm dầu nè. Đó. Con này đời 2010, tổng thể ngoại hình rất là đẹp nè. Xước sát thì xước sát ít thôi. Con lần ra trước nè, sáng nha mọi người, mắc một cái tem bên đây, tổng thể ngoại hình rất là ok. Con này thích hợp cho anh em lô lóc lô chẽm nhé. Câu ISO. Máy hoạt động đây rất là mượt nha mọi người. Đó. ABS đầy đủ, khóa dính. Đây ngược ok. Đó. Cực kỳ mượt mà luôn. Thì đây thông số của nó đây, cước BE số 1 với 100m, BE 0.8 với 150m, BE 0.6 với được 200m nhé. Rồi, giá công khai máy số 9 giá 1.6 nha. Giá cực kỳ mỏng rồi. Tiếp theo máy số 10. Máy số 10 lên cho mọi người là một con máy của Anoc. Thì con Anoc này một con Anoc đua chuột, có hỗ trợ xả cước nhanh. Đó. Thì dòng xả cước nhanh này nè, là anh em có thể câu chép rất là đã luôn. Đó. Thao tác rất là nhẹ gọn. Đây, đua chuột. Thì con mới này ngoại hình ra tầm khoảng 95% nha anh em, rất là mới. Con Anoc được sản xuất tại Malaysia. Đó. Cái hàng đua chuột hỗ trợ sạc cực nhanh. Đó, Shimano. Máy thì máy nguyên zin này. Đó. Máy rất là đẹp luôn. Thì con này 2500, cước số 2 dư được 150 170m, cước 2.5 dư 150m, cước số 3 dư được 2 cước số 3 dư được 120m nha mọi người. Máy thì hoạt động này rất là mượt, đó. Bao lỗi lầm luôn nha. Anh em có thể câu lua
Rất là ok. Máy ngược ok. Máy tới ok. Đó. Im mượt nhé. Rồi, giá cũng khang máy số mừng, giá là 1.1 triệu bao ship. Tiếp theo máy số 11. Tôi bọc lên cho mọi người một con máy của Daiwa. Dòng Daiwa này rất là khỏe. Đây là con Daiwa Shigate. Dòng Shigate. Con này ngoại hình em đảm bảo mọi người là mới tầm khoảng 90-95% nha. Rất là mới luôn. Thì con Daiwa Shigate, một con Daiwa 3500HG và mặt 3500H. Thì nó xoay tương đương ra tầm khoảng 5000, 4000 Shimano nha. Cước số chuẩn là 5000 Shimano nha mọi người. Cước số 5 là 150m, cước số 4 được 200m. Tổng thể của hình đây, đó, nồi đi, rất là mới luôn. Cốp và cốp trợ lực. À, còn lăn ra cước nè, rất là mới đẹp. Hàng của Shigate, một hàng của China xuất nhật nha anh em. À, nó rõ ràng mọi người. Máy hoạt động rất là mượt rồi, đó, mượt và đầm, ABS đầy đủ. Đó. Rất là ok nhé. Máy ngược ok nè, đó. Về tới ok. Đó. Cốt của nó thì chà bá rồi. Không cần phải bàn. Cốt ở đây, đúng là nấm tròn. Máy hoạt động ok. Đó. Rất ok, rất là đầm luôn. Rồi, giá công khai của máy số 11, giá là 1.8 triệu nha anh em. 1.8 triệu của chiếc máy số 11. Tiếp theo máy số 12. Đây, con 12 lên cho mọi người một con máy Shimano Nasit. Thì con Nasit clip trước nó bán, clip này giảm giá gần bao ship cho anh em luôn. Thì con Nasit này một con Nasit C5000. Thì dòng C của Shimano á, là dòng máy body đó. Thì thông số của nó vẫn là thông số của 5000, nhưng mà cái sát máy nó ra tầm khoảng 4000 thôi. Đó, sát máy làm nhỏ gọn lại. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng đó. Thì thông số cước nó đây, cước số 4 vô được là 190m, cước số 5 thì là 150m, cước số 6 vô được 125m. Tổng thể của hình thì mới tầm khoảng 95%, rất là mới luôn. Đây, cái giá trước bán nè. Giờ sẽ bán giá mới lại. Máy rất là đẹp luôn, à, nút châm dầu, à, ốc. Dạng này dạng hàng trưng bày nha mọi người. Đó. Rất là mới, đây, đứt chưa bị xước luôn. Thì dòng máy Nasit này, dòng máy được sản xuất tại Malaysia nha mọi người. À, dòng máy đời cao. Lăng cũng còn rất là mới luôn. Nói chung là máy mới 90%, 90-95%. Hoạt động của vậy, chất lượng hoạt động thì rất là mượt rồi. Đó. Thì bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng trước luôn. Đó. Nếu không mượt, không đẹp như clip thì anh em cứ gỡ về nhé. Quay ngược ok, quay tới ok. Đó. Rồi giá công khai máy số 12, giá là 1.650.000 cộng ship nhé. 1.650.000 cộng ship. À, 1.650.000 bao ship mọi người. Đó, quên, máy số 12 1.650.000 bao ship. Tiếp theo máy số 13. Máy số 13 lên cho mọi người một con máy Shimano Nawi 8000 BG. Thì dòng BG là dòng máy chuyên cho anh em cạo cá nhé. Đó. Hoạt động đây, rất là mượt này. Đó, tay quay cốt dặn. À, ABS đầy đủ nha anh em. Pha dính đây. Quay tay quay cốt dặn. Hoạt động mượt mà, à, không lỗi, núm tròn, Shimano. Thì con này được sản xuất tại Malaysia, tổng thể ngoại hình còn rất là đẹp rồi. Mặt đạn ở trong đây, chà bá luôn nè, đó, Shimano. Shimano Nawi 8000 BG. Dòng này chia anh em cậu cá, câu câu dịch vụ, câu cha, đó, câu lăn xe, sẵn hàng. Thì con này 8000 thì cước số 8 như được 160m, cước số 6 được 220m, cước số 5 như được 270m. Tổng thể ngoại hình thì còn rất là mới luôn. Con lăn cước còn sáng nè. Đầu mỗi bên còn ok. Đít dưới đây thì không bị xước luôn nè. Đó. Máy còn rất là ok nha mọi người. Máy này về là cạo cá là vô tư.
Đấy thì ba hoạt động này, đó, anh em cứ kiểm tra hàng trước, đây được ok, đó. Dựng dây, về tới ok, rồi giá công khai mã số 13, giá là 1.650.000 luôn nha anh em, 1.650.000 cộng bao ship nhé. Tiếp theo mã số 14 lên cho mọi người một con máy Shimano Beemaster C3000. Thì dòng C3000 thì dòng máy body thì con này nó có đủ phụ kiện cho anh em chơi luôn. Đây túi đi theo máy nè. Đó. Tay quay zin nè, nắm tay quay zin nè. Sách hướng dẫn. Một đống phụ kiện để thay tay quay nè. Đó. Và đây, tay quay độ. Tay quay độ khá là xịn nha anh em. Đó. Thì con là một con Shimano Beemaster C3000 dòng máy body. Đời này là đời 208 nha anh em, đời cuối cùng được sản xuất tại Nhật. Đó. Một trong những đời cuối cùng được sản xuất tại Nhật. Đó, ta quay cúp dặn nè. Thì những dòng máy nè, nó rất là hiếm luôn. Đó, trên thị trường bây giờ cũng rất là hiếm rồi. Đây, Japan C3000. Máy thì hoạt động rất là mượt. Đó. Không lỗi lầm gì. Thì anh em đánh chẽm đánh lóc rất là thích loại này, đó. Nó nhẹ gọn và đánh rất là khỏe, đó. Mưa bên sóng, đấy cứ ok, mãi cũng còn rất là ok nhé. Đây thông số của nó đây, đó. Cứ có hộp thì đọc thông số trên hộp cho dễ. Thì con này vòng tua của nó là 5.0.1, nặng 260 g. Đây thông số bia và thông số cước thì em sẽ đọc thông số cước, sẽ phải đọc thông số cước, cước số sạc, cước số 3 như là 150 m, cước số 4 như là 100 m nhé. Đó, mà có đầy đủ rồi. Giá công khai mã số 14 giá là 2.600.000 nha mọi người. Tiếp theo lên cho mọi người là con mã số 15 lên cho mọi người là một con máy Daiwa Adat 800. Thì dòng Daiwa Adat này thì nổi tiếng này khỏi bàn. Thì con này con Daiwa Adat carbon cơ. À, chất liệu của nó làm bằng carbon nha anh em. Đây. À. Con này có xây tương đương ra tầm khoảng 4.000. À, ra tầm khoảng 4.000 thôi, 3.000 4.000, nhỏ gọn. Con này anh em câu lăn xê, câu chà chép rất là ok nhé. Máy hoạt động ok, chim mượt. Không lỗi lầm. Cốt là hỗ trợ cốt cho lực nhé, cốt bấm. Trợ lực ở trong này, cốt trợ bá luôn nè, đó. Mô bây giờ sống nè, nghe rất là đã tai nha mọi người. Đây cứ ok, con lăn là bằng sứ xít. Rồi, giá công khai mã số 15, giá là 450 k bao ship. Tiếp theo mã số 16. 16 lên mọi người một dạng máy hàng sưu tầm. Thì con là một con Daiwa SS 3000C. Máy thì ngoại hình nó tầm khoảng 95% nha mọi người. Máy còn rất là mới luôn. Đây, tem nó đây. Đó, chưa bị gạt tem, chưa bị mối ăn nè. Bên đây cũng vậy, rất là đẹp. Thì con này hàng của Nhật sản xuất nhé. Thì dòng Daiwa Adat á, cái bộ nhông của nó là đứng thứ nhất đây, bộ nhông nè, là không thêm cái ngoa quăng đó. Hai cái giá trị nhất của nó, ngoa quăng cũng còn rất là đẹp nha mọi người đó. Máy còn còn rất là ok đó. Nồi đây chưa bị mua nhăn luôn nha mọi người. À, rất là đẹp, đủ tem, đủ tem, đủ đủ hết. Hoạt động thì máy thì hoạt động rất là êm mượt đây. Con này thì về cho anh em sưu tầm là nhiều. Đó, về cho anh em sưu tầm, anh em câu tra câu chép câu biển rất thoải mái luôn. Máy có khóa âm, anh em không thích nghe gè gè thì bật cái chế độ khóa âm của máy lên. Đó, máy hoạt động rất là mượt luôn. Của mình là một mươi sống rồi. Giá công khai máy số 16, giá là 1.500.000 bao ship. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng 7.000 8.000, cứ số 7 được 210 m, cứ số 6 được 260 m nha. 7.000 8.000. Tiếp theo máy số 17, máy số 17 lên cho mọi người một con máy của Ryobi. Thì con máy Ryobi này nó chạy là ba mặt đạn nè. Nó, con Ryobi là một con Ryobi No 5. Con này kéo rất là nhẹ tay và khỏe luôn mọi người.
Đó. Hồi xưa mới câu là câu những máng thế này nè. Đó. Câu rất là mượt. Con này là con tem hoàng, nó là một viên sống. Con lăng là con lăng bằng sứ nè. Đó. Mãi đây, rất là đẹp luôn. Thì con này dòng tua là 1.4.3. 1.4.3. Có xe tương đương ra tầm khoảng 10.000, cước số 10 thì được 190 m, cước số 8 thì được 230 m. Tốt là cốt trợ lực. Đó, cốt to. Máy hoạt động rất là khỏe. Khỏe và mượt nữa. Đó. Lắc thời cũng quay nữa. Máy đẹp và khỏe nha mọi người. Đó, không có xước xát gì nhiều hết. Đó, thích hợp cho anh em sưu tầm. Rồi, giá công khai mã số 17, giá 1.3 triệu nhé. Tiếp theo mã số 18. Mã số 18 lên cho mọi người một con máy của Shimano. Anox thì con này một con Anox 6000. Đây. Trên đích sau đường đuôi nó có ghi nha mọi người. Đó. Thì trên nội nó đây, được men Nhật tẩy hết rồi nha mọi người. Đó. Tiếng bộ bên nghe cũng rất là đã nha. Con này thích hợp cho anh em có lăng xe nha, có lăng xe, cha chép, câu biển. Máy thì hoạt động rất là mượt. ABS đầy đủ nha. Pha dính, pha dính. Mưa là mũi sống. Đó. À, con lăn quẩn lăn bình thường nha mọi người, rất là sáng bóng nè. Tất cả tổng thể qua nhìn còn rất là ok. Chỉ có cái nồi bị tẩy mắt số thôi. Đó. Con này được sản xuất tại Malaysia nha mọi người. Thì Anox 6000 của Shimano thì cước số 6 với 150 m nha. Đó. Hoạt động rất là mượt. Đó. Không lỡ lầm. Quay ngược ok. Quay tới ok. Đó. Giá công khai mã số 18, giá là 900 bao ship. Cái giá này rất là hữu nghị luôn nha mọi người. Đó. Theo đây là bốn máy cuối cùng mọi người. Đây, tiếp theo lên máy số 19. Thì con 19 lên mọi người một con máy đây qua. Thì con này dạng hàng trưng bày, đó, full hợp. Thì con này một con đây qua Cotcast. Nó chạy 4 mặt đạn nè. Máy mà máy có nông nha nè, máy có nông, nó chạy 4 mặt đạn, cước số 7 thì được 170 m, cước số 8 thì 140 m, cước số 6 thì được 200 m. Thì con này nó tải mát của nó là 15 kg nha. Nó nặng là 640 g, dòng tua là 4.1.1. Thì con này thích hợp cho anh em câu nào, câu lục nè, câu lục. Ê, con này một con hàng của China xuất từ Nhật nha anh em, tem đầy đủ nhá. Nó có sách hướng dẫn trong đây nữa. Đó, sách hướng dẫn trong đây. Rồi này thì lấy hàng trưng bày về. Đây, nó có tem của nó đây. Đó. Máy có chống gói cước nè. Đó. Đây, máy nhìn rất là đẹp nha anh em. Mô bên đây, mô bên sống nha, có nòng mô bên sống. Con này cái nhông của nó chà bá luôn nha mọi người, nhông nó rất là bự, đít không bị xước nữa nè. Đó. Rất là đẹp luôn. Dòng China xuất Nhật. Máy có nông nhé, con có nông. Con này thích hợp cho anh em nào câu bạc bãi, câu bạc bãi, câu lục, đó, câu tra, câu chép sân hàng, đó, loại này sân hàng ok, ABS đầy đủ nhé, hoạt động chân chu, vô làm mùi bình sống, quay ngược ok, quay tở ok, đó, máy rất là khỏe nhé, máy khỏe và đẹp nữa. Rồi, giá công khai mã số 19, giá là 1.2 triệu nha anh em, 1.2 triệu bao ship nhé, 1.200 k bao ship. Tiếp theo mã số 20 lên cho mọi người một con máy của Shimano. Thì con này một con máy Beermaster 4000. Đó. Thì con này ngoại hình thì có xuất sắc này, xuất sắc li ti nè. Đó. Xuất đây tí. Bên đây cũng vậy. Đó, xuất sắc li ti cái này. Với tổng thể của hình dưới đây thì còn rất là ok nha mọi người. Đó. Còn rất là bóng. Nồi thì bao mới nha. Nồi thì bóng mướt. Đó. Rất là đẹp luôn. Thì con này 4.000 thì cước số 4 được 150 m, cước số 6 được một cước số 5 được 125 m.
Bia thì anh em có thể câu bia số 2 thì được 260 m, bia 1.5 thì được 300 m nha. Con này có hỗ trợ là cốp, chịu lực, cốp pin nha. Máy của Beer Master 4000 hàng Seben. Thì con này đời đời 2005. Máy thì hoạt động rất là mượt. Em bao hoạt động máy này nha. Máy này về mà anh em cứ quay xưởng thôi, quay nó kêu kêu lớn kêu nhỏ thì anh em cứ gỡ quay. Đó. Quay ngược ok nè, đó. Quay tới ok nè. Đó. À, bếp đầy đủ nè, pha dính nè, đó. Tất cả hoạt động rất là mượt mà nha mọi người. À, con này anh em về lốc lên bạo lực, à, con lốc cường rất là ok luôn. Rồi giá cũng khang, máy số 20, giá là 2 triệu 2 nha anh em, 2 triệu 2 bao ship. Tiếp theo mã số 21, 21 lên cho mọi người một con máy Shimano Scorpion. Thì con Scorpion này lần trước em có lên clip rồi, em gửi cho một anh ngoài kia do bận công việc gì đó rồi shipper cũng bận luôn không giao lại, rồi gửi về đây sớp lạnh. Thì con này chạy là chạy 5 mặt đạn nè, 1501 hàng của Nhật sản xuất nhé, hàng Japan. Con này là máy tay trái nha mọi người, máy ngang tay trái, em nói rõ ràng là máy ngang tay trái nha. Máy thì hoạt ok rồi đó. Nói chung thì máy ngang thì em có không chuyên về máy ngang đó. Chỉ biết sơ vậy thôi. Phá ếch bê ếch của máy nè. Tất cả ok cho mọi người. Máy thì hoạt động thì im thì thầm rồi đó. Không có lỗi lầm gì hết. Tất cả ok nha mọi người. Thì con này giá công khai 1 triệu mốt bao ship luôn. 1 triệu mốt bao ship con máy số 21. Tiếp theo máy số 22. 22 lên cho mọi người một con máy cũng Cataluna. Catuta gì đó. Thì con một con máy của Shimano. Máy là máy tay phải nha anh em. Nhắc kỹ lại là anh em máy tay phải nha. Máy tay phải nhưng đổi trái phải được. Máy thì ngoại hình có xuất sắc nè, đó. Ngoại hình xuất sắc. Cũng là Shimano sản xuất tại Nhật. Máy thì hoạt động rất là mượt đây. Đó. Mượt mà nha anh em. Khỏi chơi. Rất là mượt luôn. Ngon lành nha anh em. Nói chung là máy thì máy ngang thì không có chuyên về máy ngang, chỉ biết vậy nhiều đó thôi. Đó. Nhưng được cái là nó không có nghe tiếng động gì lớn chứ. Đó. Rất là im. Con này thích tập cho lỗ lốc sân hàng. Giá công khai mã số 22, giá của nó là 1 triệu 8 nha, 1 triệu 8 bao ship. Rồi. Đó, tổng cộng 22 máy lên cho mọi người hôm nay. Mọi người ưng máy nào để lại số điện thoại tự động liên hệ với mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người.